Khi ngày thi đấu giải bóng chuyền hơi nữ trường Hải Đồng Tháp lần thứ 2 tranh cúp SCTV càng đến gần, thì các đội tuyển cũng đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Năm nay giải sẽ có sự tham dự của nhiều đội mạnh, nên sức cạnh tranh cũng sẽ hấp dẫn và gây cấn hơn. Với nhiều đội lần đầu tham dự cũng tự tin tạo nên bất ngờ tại giải bóng chuyền hơi năm nay. Đơn cử như đội bóng đến từ khối ngân hàng, câu lạc bộ bóng chuyền HD Bank Đồng Tháp. Háo hức và phấn khởi, đó là tâm trạng chung của đội tuyển bóng chuyền hơi nữ Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền hơi trường Hải Đồng Tháp tranh cúp SCTV. Để chuẩn bị tốt cho giải đấu tới, toàn đội đã nỗ lực tập luyện và thi đấu giao hữu để cải thiện thêm về nhiều kỹ năng cũng như tâm lý khi thi đấu. Hiện tại thì đội cũng mới tập luyện nhưng mà một số động tác bóng chuyền cơ bản thì đội cũng đã nắm được. Em cũng đã áp dụng rất hiệu quả các bài tập của huấn luyện viên. Em cảm thấy rất là hào hứng và mong đợi ở giải sắp tới. Em mong là đây là lần đầu tiên mà HD Bank tham dự thì sẽ có kết quả tốt nhất. Đa phần các thành viên trong đội ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp chỉ mới tập luyện bóng chuyền hơi trong vài tháng trở lại đây. Dù trình độ chuyên môn chưa quá nổi bật, nhưng với sự quyết tâm cùng tinh thần tập luyện nghiêm túc luôn được các thành viên thể hiện. Bên cạnh đó, sức trẻ cũng là yếu tố giúp câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ HD Bank Đồng Tháp tự tin sẽ tạo nên dấu ấn nhất định tại sân chơi sắp tới. Giao hữu thì tụi em cũng thường xuyên giao hữu với các đội khác, còn thành tích thì cũng chưa có được. Em cũng có tham gia, cũng có coi giải vừa rồi thì chất lượng rất là tốt. Thì hy vọng là đội em sẽ cố gắng hoàn thành được mục tiêu đưa ra. Theo đánh giá của ban huấn luyện cùng các vận động viên, thì giải năm nay quy tụ hầu như những đội bóng chuyền hơi mạnh trong tỉnh tham dự. Thế nên sự cạnh tranh và tính chuyên môn cũng sẽ được nâng cao hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Hiện tại thì trong ngân hàng của tụi em thì em cũng biết được một số đội mạnh như là đội Agribank, đội BIDV, đội Vietin rồi. Những năm trở lại đây, bóng chuyền hơi nữ đã không còn là môn thể thao đơn thuần để tập phong trào, mà hiện tại nó đã được tổ chức thi đấu rất nhiều giải trong tỉnh cũng như khu vực. Qua các giải đấu đã cho thấy được những tín hiệu tích cực từ phong trào tập luyện cũng như sự đón nhận của cộng đồng đam mê môn thể thao này. Gần đây thì 2 đến 3 năm nay là giải bóng chuyền hơi là được tổ chức ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp rất là nhiều. Bên cạnh đó là cũng được tổ chức tất cả các tỉnh lân cận. Hiện tại thì bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh rất là phổ biến. Thì trên bề mặt chung thì ở Cao Lãnh thôi đã rất là nhiều đội câu lạc bộ. Thì các buổi tối thì em cũng có thấy rất là nhiều đội tập luyện. Và đúng là hồi xưa chỉ là tập luyện để rèn luyện sức khỏe thôi. Thì giờ thì có nhiều giải để mà cho tụi em có cơ hội được giao lưu nhiều hơn. Giải bóng chuyền hơi nữ trường Hải Đồng Tháp lần thứ 2 tranh cúp SCTV hứa hẹn sẽ là một sân chơi hấp dẫn và đáng chờ đợi, nơi quy tụ những đội bóng chuyền mạnh. Và tất cả đều đặt quyết tâm cao nhất cho hành trình hướng đến ngôi vô địch của mùa giải năm nay.